Thưa quý vị, thưa các bạn, còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán cũng cận kề. Để phục vụ thị trường cuối năm, nhiều doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa đang tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ sẽ kết nối giữa hai bên để doanh nghiệp có vị trí ứng tuyển và học sinh, sinh viên, người lao động tìm được việc làm phù hợp, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngày hội việc làm thời vụ Tết Dương lịch năm 2023 được Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức vào cuối tuần qua. Thu hút 61 đơn vị, trong đó có 3 đơn vị tuyển dụng trực tiếp với hơn 200 chỗ làm thời vụ như lao động phổ thông, phục vụ quán ăn, nhân viên chạy tiệc nhà hàng, lễ tân, pha chế, thợ nấu, bếp trưởng, bảo vệ, thợ pha chế, nhân viên bán shop thời trang, soạn hàng, gói quà, phù hợp với học sinh, sinh viên và người lao động tìm việc làm. Hôm nay là công ty tôi liên kết với Trung tâm Giới thiệu Việc làm là cho ứng tuyển đến các vị trí giống như là quản lý khu vực, trưởng bưu cục, trợ lý tiếng Trung và nhân viên giao nhận. Thì trong đó có tuyển thời vụ là cộng tác viên giao nhận. Từ đây đến Tết là khoảng 100 người cho 6 tỉnh miền Tây. Tết đến là khoảng thời gian mà học sinh, sinh viên và người lao động tại thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung muốn tìm cho mình một công việc thời vụ để có điều kiện mua sắm, trang trải cho việc học hành. Cụ thể như em Phan Khang, quê tận Cà Mau. Em lên Cần Thơ ở trọ để đi học đại học. Kinh tế gia đình khó khăn nên em mong tìm được việc làm thời vụ giúp cha mẹ bớt lo toan về tiền nong. Hôm nay tôi đến Trung tâm Việc làm để tìm một công việc part time để làm vào những thời gian rảnh, trang trải cho cái việc học của mình. Và tôi đã ứng tuyển vào công ty 5S và làm công việc thời vụ chấm hình ảnh. Thỏa thuận thu nhập giữa tôi và công ty thì mức lương là từ 15 cho tới 17 ngàn trên một giờ. Theo thống kê sơ bộ của trung tâm thì trong cái thời điểm này thì có khoảng hơn 7.000 vị trí việc làm trống cần tuyển lao động. Và chủ yếu là xoay quanh các cái ngành nghề, ví dụ như là may mặc nè, thủy sản nè, hoặc là ví dụ như nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng trong cái dịp Tết Nguyên đán này nè. Thì đó là những cái ngành nghề mà doanh nghiệp hiện tại có nhu cầu tuyển dụng cũng tương đối lớn ngay thời điểm giáp Tết. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ đã giới thiệu cho 15.167 người có việc làm thông qua ký kết thỏa thuận giữa 3 bên, nhà trường, doanh nghiệp và trung tâm, cũng như kết nối người lao động. Hơn 14 năm nay, trung tâm thường xuyên duy trì ngày hội việc làm thời vụ Tết để hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động cần tìm việc.